Ok, sau đây chúng tôi đã mời đến trường quay, đó là bạn du học sinh Mỹ, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cậu ấy ngay bây giờ. Nói về tiếng Anh ấy, thì trước khi tớ đi du học, tớ cứ nghĩ là tớ giỏi tiếng Anh, và có thể là bạn cũng thế. Thực sự thì 90% người Việt đi du học nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Tại sao ấy? Thì tại vì có thể là bạn lúc nào cũng được trên 9 phẩy tiếng Anh, thi TOEFL được điểm cao, xem phim Mỹ không cần phụ đề, hoặc là bạn học trường AM. Tất cả những thằng học ở trường AM ấy thì nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Nhưng mà sau khi sang đây ấy, thì tớ phát hiện ra là tớ rất dốt tiếng Anh. Và thực sự là 90% người Việt sang đây đều dốt tiếng Anh. 90% đấy có thể bao gồm cả bạn nữa. Nếu bạn không tin tớ ấy, thì có một phép thử rất là đơn giản. Nếu mà bạn làm được một trong hai hoặc là cả hai việc sau đây ấy, thì chứng tỏ là bạn giỏi tiếng Anh. Thứ nhất ấy, tán đổ một em Mỹ. Tớ nói là Mỹ nhá, không phải Miến Điện, không phải Lào, không phải Campuchia, không phải Việt Nam, Mỹ. Thứ hai ấy là bạn thuyết phục được một thằng Tây đưa tiền cho bạn. Nếu bạn làm được một trong hai hoặc cả hai việc trên thì chứng tỏ là bạn giỏi tiếng Anh. Còn nếu mà bạn chưa làm được ấy thì xin lỗi bạn, bạn không giỏi như bạn tưởng. Xin chào bạn. Chào chị. Hương có thể giới thiệu qua với các bạn khán giả Mai Ba TV về bản thân của bạn, và hiện nay thì bạn đang về Việt Nam thời gian bao lâu và khi nào bạn sẽ trở lại Mỹ? Em là Nguyễn Lê Hưng, em đang là một học sinh du học sinh ở bên Mỹ. Và hiện tại thì năm nay em đang gap một năm, tức là bảo lưu một năm để về Việt Nam làm một cái dự án của trường về nghiên cứu tâm lý của đám đông. Thì cái dự án này nó kéo dài trong một năm và em xin được một cái tài trợ của trường để về làm dự án đấy. Tháng 8 này em sẽ quay về Mỹ để báo cáo xem là em đã làm gì trong một năm và đi học tiếp năm cuối. Hương thì hiện tại đang học trường nào và bạn đang học chuyên ngành nào? Em đang học ở Ohio Wesleyan University, là hay gọi là OU, và chuyên ngành kinh tế. Em còn học gọi là cái minor, gọi là về psychology, là tâm lý. Mọi người thì biết đến nickname du học sinh Mỹ từ cái video của Hưng, đó là cái video bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh. Có vẻ như là video mang tính chất cái tiêu đề rất là khiêu khích. Thế thì Hưng có thể chia sẻ một chút là bạn cái ý tưởng từ đâu mà bạn bắt đầu làm cái video như thế? Thực ra thì câu chuyện thì nó cũng dài dòng, thế nhưng mà cái ý tưởng ban đầu của video đấy là lúc đấy là tại vì bọn em đang học một cái môn gọi là marketing, và bọn em học rất nhiều về các cái sản phẩm, các loại sản phẩm khác nhau. Có những cái loại sản phẩm như là sản phẩm mà chỉ có thể cầm nắm được, và những sản phẩm mà khác thì chỉ có thể xem được, chỉ có thể gọi là tiếp cận, tiếp thu nó theo một cái phương thức khác. Thì ví dụ như là chị có một cái áo, thì nếu mà chị muốn bán cái áo đấy, chị cần có rất là nhiều điều kiện. Ví dụ cái áo của chị nó cần phải có màu sắc, nó cần phải có giá tiền, nó cần phải có một cái kênh phân phối, tức là nó cần phải có một cái siêu thị để mọi người đến mua cái áo của chị. Và trong khi chị chưa bán được cái áo đấy thì chị cần có một cái nhà xưởng để chứa cái áo đấy và rất nhiều cái áo khác khi mà chị chưa bán được. Thì có một cái loại sản phẩm khác khác hơn là cái sản phẩm kiểu như thế, đấy là video, đấy là một cái bài nhạc, đấy là một quyển sách. Tức là khi mà chị viết ra quyển sách đấy một lần và chị đăng nó lên một cái trang mạng hoặc là một cái bài blog chẳng hạn, thì một cái bài đấy có thể rất là nhiều người đọc, tức là có thể có hàng triệu người xem video của chị và có hàng triệu người biết đến chị trong một thời gian ngắn, mà trong đấy chị không cần mất tiền để đặt giá sản phẩm, tại vì nó miễn phí. Chị không cần có một cái chỗ chứa để chứa sản phẩm đấy và mất tiền về storage, và chị cũng không cần một cái kênh phân phối, tại kênh phân phối đã có sẵn cho chị rồi, là trên internet. Thì em mới nghiên cứu rất là nhiều những sản phẩm kiểu đấy. Thì em mới bảo là mình có khả năng chén gió, mình có khả năng làm video, cắt ghép, và mình biết YouTube. Thế thì tại sao mình không làm ra một cái sản phẩm để thử nghiệm? Thì đùng một phát, có thể là do thiên thời địa lợi nhân hòa, thì cái video đấy nó bùng lên. Và sau đấy thì em đã có một loạt những cái video khác cũng phục vụ cho cái mục đích gọi là đem lại một cái giá trị gì đấy cho mọi người về kiến thức du học. Thế còn về cái video mà làm như thế nào, bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh ấy, thế thì tại sao mà Hưng lại chọn cái chủ đề là bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh mà không phải là chủ đề nào khác? Đề tài tâm huyết à? Thực ra không phải là đề tài tâm huyết, mà là tức là như này, tức là mình nghĩ là em cần làm cái video về một cái chủ đề gì đấy mà nó liên quan gọi là mật thiết đến cái cuộc sống hàng ngày của em, thì em nói nó mới dễ. Tại vì
Nói về du học sinh ấy, mà du học sinh ở bên Mỹ thì chắc chắn cái môn tiếng Anh là cái môn mà mình phải luyện tập hàng ngày. Thế thì nhưng mà em muốn nói lên một cái thực trạng gì đấy của du học sinh, tại vì có rất là nhiều cái lầm tưởng của những cái người mà không đi du học, những người không biết nhiều về du học, về các du học sinh, tức là du học sinh là đã mà là du học sinh thì phải giỏi tiếng Anh, đã là du học sinh thì phải điểm cao rồi này nọ, rồi tức là tiếng Anh họ phải perfect. Thế nhưng mà sự thật thì nhiều khi là không phải thế. Thì đến khi mà làm video như thế thì em mới nói về là cái cách học của người Việt Nam khi mà họ ở Việt Nam. Tại sao mà cái ví dụ như là bạn phải gọi là xin tiền của một thằng Tây hay là bạn phải tán đồ của em Mỹ. Thì tức là nó như này, nó đấy là một cái cách nói của người Mỹ. Tại vì khi mà cái cách nói của người Mỹ, nếu mà chị nói chuyện nhiều với họ ấy, thì nó rất là hình tượng. Có thể ví dụ như là khi mà cái giống ngoặc kép của họ ấy, thì họ sẽ gọi là cái sandwich, tức là cái bánh kẹp ấy. Tức là ví dụ chị bảo là anh ấy thật là đẹp trai, thì bọn nó sẽ bảo là anh ấy sandwich, thật là đẹp trai. Thì đấy nó là rất là hình tượng. Tại vì khi mà nói ra một phát như thế thì chị nhớ luôn, à cái sandwich nó kẹp cái đẹp trai ở giữa. Thì nó là một cái gì đấy mà làm cho người ta dễ nhớ, nó làm cho người ta nhớ về cái hình ảnh đấy. Thì em không muốn nói là giỏi tiếng Anh là phải gọi là được điểm cao hay là, tại vì mấy cái đấy nó quá là trừu tượng. Tức là khi mà học thì phải có ứng dụng, tức là cái tiếng Anh của chị, nếu chị giỏi chị phải ứng dụng được để làm cái gì đấy có ích cho đời. Mà gọi là đối với một thằng học sinh nam, đối với một thằng học sinh là con trai các thứ vào cái tuổi đấy, thì em nghĩ là việc gọi là tán gái và tiền nong thì là những cái việc mà nó rất là quan tâm. Thế nên em nghĩ là nói về những cái ví dụ như thế nó sẽ gọi là đưa em đến gần những cái đối tượng mà em muốn tiếp cận hơn. Tức là cái tâm lý phổ thông hơn và người ta sẽ chú ý những cái của mình, bởi vì giống như là đang nói về chính người ta thì em là như thế. Thế ví dụ như là chị đi du học Mỹ thì chị sẽ phải có tiêu chuẩn là phải tán được một anh Tây. À không, đấy. Không. À, đối với con gái thì nó hoàn toàn khác. Thế? Đối với con gái thì nó không khác. Tại vì em thì những cái vlog của em nó tương đối chủ quan. Thế nhiều khi là cái nhìn của em nó tương đối phiến diện, nó tương đối là hướng là từ một thằng con trai nhìn ra thế giới chứ không phải là con gái. Vì con gái nó hoàn toàn khác. Nếu mà muốn gọi là định nghĩa một cô gái gọi là giỏi là được giỏi tiếng Anh thì em nghĩ là có thể làm được một cái gì đấy phục vụ cho mục đích của cô ấy. Nhưng mà nhiều khi nhiều bạn gái có không phải là có mục đích gọi là tán đồng anh Mỹ. Nếu bạn gái có những mục đích khác mà thiết thực với họ hơn thì đấy lại là một ví dụ không tương xứng. Thế ví dụ như là sau khi cái video của em lên về việc là bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh, thì có vẻ như cái tiêu đề mang tính chất khiêu khích và có vẻ như cái việc của em khiêu khích đã có hiệu quả. Bởi vì sau đấy thì chị thấy là có rất là nhiều bạn đã lên và chém gió lại hoặc là làm hẳn một cái video để phản bác lại ý kiến của em. Thì em thấy sao? Em nghĩ là nếu mà tiêu đề của video là gọi là làm thế nào để được gọi là 9 phẩy tiếng Anh hay là tớ giỏi tiếng Anh hay là bất cứ một cái gì đấy hay là làm thế nào để đi du học thì nó sẽ không gây được một cái tiếng vang gì cả, tại vì không ai quan tâm đến điều đấy cả. Thì làm thế nào để tại vì cái YouTube video thì nó hay ở chỗ là cái người làm video có thể tương tác với khán giả của mình. Cái đấy là cái duy nhất mà, tại vì YouTube tức là you tức là bạn, Tube tức là cái video kiểu dạng bạn post video của mình lên, thì đấy là cái công dụng của YouTube, nó như là một cái trang xã hội để mọi người có thể tương tác với nhau. Và đến lúc mà làm video thì đấy là cái mà phân biệt giữa video mainstream, tức là video mà người ta làm phim Hollywood hiện nay, với cả YouTube. Đấy là cái mà làm cho YouTube khác biệt, để làm mình có thể tương tác với khán giả hàng ngày hàng giờ thông qua các mạng xã hội. Và chị đang muốn hỏi ở khía cạnh đó là khi mà em làm video ấy, thì em cũng đã lường trước được là sẽ có những ý kiến trái chiều, và rõ ràng thì đấy là một cái ý kiến chủ quan của em mà mọi người hoàn toàn quyền phản bác, và càng phản bác thì càng đẩy cái video của mình càng được mọi người chú ý nhiều hơn. Thế bây giờ chị muốn hỏi là nói về việc học tiếng Anh chẳng hạn và việc đi du học, thì cũng rất là nhiều bạn muốn là mình có thể học giỏi tiếng Anh hoặc là tiếng Anh của mình được hoàn hảo hơn. Thế thì nếu mà theo như em thì như thế nào mình có thể học giỏi tiếng Anh? Như em nói là bạn nghĩ mà giỏi tiếng Anh là với những người đã giỏi tiếng Anh rồi. Thế còn với những người mà chưa giỏi tiếng Anh thì sao? Để mà giỏi thì cái nỗ lực của chị gọi là phải 99%, tức là cái đầu óc của chị chỉ cần 1% thôi. Nhưng mà thực ra cái sự chăm chỉ, cần cù, bù thông minh ấy thì nó mới là cái gọi là, tại vì cuối cùng không phải là ai cũng có năng khiếu học tiếng Anh. Nhưng mà tất cả mọi người đều có thể giỏi tiếng Anh. Tại vì khi mà nói đến giỏi tiếng Anh nhá, thì nó là một cái nó là một câu khen dành cho học sinh tiểu học thôi.
tức là dành cho những người mà học giỏi tiếng Anh hoặc là người ngoại quốc. Tại vì ví dụ là tiếng Việt thôi nhé, chị không bao giờ nói về em là ôi em thật là giỏi tiếng Việt. Như như kiểu bây giờ khi mà mình gặp một người Việt Nam khác thì mình sẽ không bao giờ bảo là ôi bạn thật là giỏi tiếng Việt, bạn vỗ tay, không phải như thế. Mình chỉ nói thế với cả thứ nhất là những người đang học tiếng Việt, ví dụ như các em bé học từ lớp 1 đến lớp 5, bảo ôi em thật là giỏi tiếng Việt, vỗ tay. Và hoặc là mình nói với những người ngoại quốc có khả năng nói tiếng Việt gọi là lão bõm, tức là ví dụ anh Joe thì là siêu giỏi tiếng Việt, nhưng mà mình khen anh là kiểu anh thật là giỏi tiếng Việt tại vì anh nói tiếng Việt quá cừ. Thế nhưng mà mình không khen những người Việt Nam khác, thì cái câu mà bạn giỏi tiếng Anh ấy thì nó cũng giống như là người ta khen mình giỏi tiếng Việt. Tức là một người Mỹ khi mà người ta nói về chị là chị giỏi tiếng Anh thì chị là một người ngoại quốc, chỉ khi chị là người ngoại quốc. Thì em nghĩ là để mà giỏi tiếng Anh ấy thì mình phải làm thế nào để nói tiếng Anh, phát ngôn tiếng Anh để cho đến khi nào mà người ta không khen mình câu như thế nữa. Khi mà chị lên cấp 2 chẳng hạn thì người ta sẽ bắt đầu khen chị là ôi bạn này thật là giỏi văn, hoặc là bạn này thật là giỏi thuyết trình, thay vì là bạn này giỏi tiếng Việt. Đó thì đấy là những cái mà người ta có thể áp dụng trong cuộc sống bằng tiếng Việt. Thì cái ý mà em muốn nói là mình có thể áp dụng được những cái gì trong cuộc sống bằng tiếng Anh. Thì đấy là thuyết trình bằng tiếng Anh. Khi mà bạn có thể được người ta bảo là thằng này thuyết trình thật là giỏi, thì thế là bạn giỏi tiếng Anh, thay vì ôi thằng này thật là giỏi tiếng Anh. Lại quay sang cái vấn đề là chúng ta nói đến việc là hùng biện bằng tiếng Anh. Thế thì và vấn đề hùng biện trước ống kính nữa. Thế thì cái kỹ năng mà khi mà em nói và em bảo vệ quan điểm của em là bạn nghĩ là bạn giỏi tiếng Anh, thì em đã vận dụng những cái kỹ năng nào ở Mỹ thì em có được học cái kỹ năng đó? Ở Mỹ thì em cũng được học qua một lớp hùng biện. Thế nên là có một cái cơ bản về hùng biện là những cái người mà người ta xem khi mà bạn hùng biện ấy thì người ta sẽ không để ý đọc lắm, không để ý lắm đến cái nhiều khi là cái lập luận của bạn, nhiều khi những cái lập luận lý lẽ của bạn, mà là xem cái quan điểm của bạn nó mạnh đến đâu và cái khả năng mà bạn có thể truyền cảm hứng và bạn có thể gọi là chạm tới những cái sâu xa mà người ta cảm thấy không, thì đấy mới là cái quan trọng. Tại vì những cái lập luận lý lẽ thường thì nó rất là hẹp hòi, nó rất là ngắn hạn, nó rất là kiểu hạn chế. Nhưng mà nếu mà em nói đến một cái mà ai cũng biết, ai cũng cảm thấy thế, nhưng mà mọi người chưa định nghĩa được ấy, thì người ta sẽ chẳng cảm thấy là mình có thể gắn kết với họ hơn. Ví dụ như là tất cả những thằng ở trường Am đều nghĩ là mình giỏi tiếng Anh. Ví dụ như thế thì khi mà em nói đến cái điều đấy, thì nếu mà nhìn theo cái cách gọi là nghĩa đen thôi ấy, thì mọi người sẽ bảo thằng này nói là tất cả những thằng trường Am giỏi tiếng Anh, nó nói những thằng trường Am như này như kia. Không, nhưng mà nếu mọi người mà nhìn theo cái nghĩa bóng, tức là cái cảm xúc của mọi người ấy, thì mọi người sẽ thấy là hóa ra trường Am, những cái học sinh trường Am họ có một cái pride, có một cái niềm tự hào gì đấy mà tất cả mọi người khác đều biết. Chị có thể cảm thấy cái điều đấy, tức là một học sinh trường chuyên có một cái gọi là một cái niềm tự hào lớn hơn những cái trường khác, lúc nào cũng cho trường của mình là nhất và lúc nào cũng cho mình là nhất. Đấy, thì khi mọi người có thể cảm giác được cái đấy thì mọi người sẽ đồng tình với cái quan điểm đấy của em. Và sau đó thì em dựng lên một cái niềm kiêu hãnh, và em sẽ phá cái niềm kiêu hãnh đấy đi bằng cái lập luận của em. không phải là dựng lên mà cái niềm kiêu hãnh nó đã ở đấy rồi. Em chỉ tên nó ra thôi, và nếu mọi người cũng nhìn thấy niềm kiêu hãnh đấy thì mọi người sẽ đồng ý ở mức độ nào đấy. Và sau đấy thì em đưa ra một cái đòn choáng váng là đấy là chỉ là bạn nghĩ thế thôi. Thì nhiều khi là đúng như thế, tại vì rất nhiều học sinh trường của em đang du học ở bên đấy là học sinh trường Am. Và khi mà họ sang bên đấy thì họ học như là họ học ở Việt Nam, không áp dụng được cái tiếng Anh của họ để như kiểu hùng biện, để như kiểu viết văn, để như kiểu gặp gỡ người này người kia. Tại vì họ rất là kiểu thu hẹp ở trong cái cộng đồng gọi là tiếng Việt. Và rất là nhiều người sang bên đấy chỉ cần tìm được một vài người bạn người Việt là họ có thể sẵn sàng chơi với những người bạn đấy suốt cả học kỳ, là sống chung với những người đấy, ăn tối người đấy, và cuối cùng là thậm chí là yêu những người đấy. Thì cái mục đích của việc du học ấy nó không được thực hiện, tức là để học được cái văn hóa của cái nước mà mình đi du học, học được để gặp gỡ những người bạn mới, để làm quen, tức là người ta không có bạn thân là người Mỹ mà người ta lại thu hẹp ở trong cái cộng đồng là nói tiếng Việt. Thì em nghĩ thế là một cái điều không hay, và đấy là một cái thực trạng mà em muốn nói lên. Đấy thì bạn không giỏi tiếng Anh như bạn tưởng, đấy là tại vì bạn dùng tiếng Việt quá là nhiều và bạn không chịu đi ra kia và làm những cái trò hay ho mà bạn có thể làm ở một cái đất nước nó toàn cơ hội như thế.
Đấy. Và sau khi cái video đó lên thì em cũng đã nhận được sự ủng hộ đồng tình cũng như là những comment trái chiều. Thế nhưng mà đó là một động lực để em có thể làm tiếp video thứ hai không? Tất nhiên thì khi mà một cái video đấy thì em biết là em không nên nói quá là 5 phút hay là 1 tiếng như là một cái video gọi là của một bạn học sinh chém gió về giáo dục Việt Nam gần đây. Tại vì khi mà nói nhiều quá thì và có một cái gì đấy nó tác động một người ta trong một thời gian quá ngắn và một cái lực quá lớn thì nó không hay. Và rất là nhiều người người ta sẽ không xem hết. Nên là em làm thế nào để nói trong một cái video nó thật là ngắn gọn và xúc tích trong khi nó vẫn đủ nghĩa và gọi là đủ những cái mà em muốn truyền đạt. Thì tất nhiên là khi mà video nó ngắn như thế thì thế nào cũng có hiểu lầm, thế nào cũng có những người này nghĩ như thế này, người kia nghĩ như kia. Như là ví dụ em nói với chị về gọi là ngoại tình thì chị có thể có một cái ấn tượng về ngoại tình và em có thể có một ấn tượng về ngoại tình và hai cái đấy nó không giống nhau. Đó thì khi mà em nói với trường Am thì một học sinh trường Am sẽ cảm thấy rất là bực mình, nhưng một học sinh trường ngoài thì có thể là người ta sẽ thấy rất là hả hê. Thì đấy là cái những cái ý kiến trái chiều khi mà chị nêu lên một vấn đề. Cái kinh nghiệm đấy thì nó rất là hay, cái trải nghiệm rất là hay, tại vì ngay cái đêm đầu tiên thì cái video của em có 700 dislike. Và rất nhiều bạn trường Am không biết em là ai đã nhảy vào bảo là à thằng này tại sao mày nói trường Am như thế, sao lại nhảy vào ném đá. Đến bùng phát thì khoảng 1-2 hôm sau thì mọi người cái video này nó bắt đầu được lan truyền ở trên mạng và mọi người bắt đầu cảm thấy à thằng này nói cũng có cái đúng. Tại sao lại có một thằng nó nói như thế, và đấy là cái điều lần đầu tiên ở trên YouTube và cũng lần đầu tiên ở trên Việt Nam người ta có một cái ấn tượng gì đấy về một thằng bé mà nó nói những cái điều như thế. Thì em nghĩ nó là một cái khởi đầu tương đối tốt và cũng có nhiều may mắn. Tại vì nếu như mà em tung cái video đấy lên mà cũng chả ai xem thì đúng là cái thông điệp đấy nó trôi đi vô nghĩa. Thế nhưng mà em có thấy rằng là cái video đầu tiên của em nó đã rất là tốt rồi. Và người ta nhớ đến du học sinh Mỹ thì thường người ta nhớ đến cái video đấy hơn. Bạn nghĩ là giỏi tiếng Anh hơn là những cái video tiếp theo, mặc dù em cũng có làm cái video tiếp theo. Em thì em nghĩ là em vẫn sẽ làm video trong cái thời gian tới. Tại vì đấy là một cái em không mất quá nhiều thời gian để làm những video đấy. Và nó cũng tạo cho em một cái hoạt động ngoại khóa gì đấy để làm trong thời gian rảnh rỗi. Nó cũng giống như là chị đi chơi tennis hay là chị đi tập thể hình. Thì em thì là em làm video trong thời gian em rảnh rỗi. Và nó mang lại một số cái niềm vui cho em. Thì em nghĩ là em sẽ luôn luôn gọi là cố gắng để đem lại những cái mới trong những cái video của em. Và người ta sẽ nhớ đến mình bằng những cái video mới nhất của mình. Tức là người ta sẽ không nhớ đến những cái quá khứ của chị nhiều bằng những cái mà chị sẽ đạt được. Nếu mà những cái chị đạt được nó quan trọng hơn, nó lớn hơn, nó lớn lao hơn và nó hay hơn thì không phải ngại. Đấy, thế nên là thế nào cũng sẽ có nhiều những cái video hay hơn trong tương lai. Hiện tại thì chị thấy trên trang Facebook của em thì có một cái gọi là Hlog. Thế thì em có thể giải thích thêm cho các bạn khán giả được biết là Hlog thì như thế nào? Có phải là Hưng Vlog? Vâng, thì hồi trước thì chúng ta có là blog. Sau đấy, blog thì có nghĩa là một cái gì đấy mà ai đấy nghĩ ra và để cho người ta viết về gọi là những cái cảm xúc dồi dào của mình thông qua những cái trang mạng. Sau đấy thì có video blog và người ta gọi là vlog. Để cho ngắn thì cũng là một cái hình nó phát triển, phát tướng của blog. Thì em mới trong vài tháng gần vừa qua thì em cũng ngồi em nghĩ là nếu mà mình làm vlog thì như kiểu nó đã lỗi thời rồi. Bây giờ thì nhà nhà làm blog, người người làm blog thì mình phải nghĩ ra một cái mô hình blog gì mới. Nó là phát triển của blog để mình vẫn tiếp tục chia sẻ quan điểm nhưng mà nó theo một cái hình thức mới. Thì em nghĩ là hay là mình... Tại vì những cái khuyết điểm của em ở trong những video trước đấy là nó quá phiến diện. Khi mà em đưa ra một cái lời khuyên thì nó chỉ cho được một cái nhóm người nhất định. Ví dụ em bảo là đi du học thì chỉ có những du học sinh có thể nhận được, có thể tiếp thu được cái lời khuyên của em một cách gọi là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà em có thể có một cách gì đấy để làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm thấy mình ở trong cái video đấy và đưa ra lời khuyên cho tất cả mọi người, tất cả các hoàn cảnh ấy, thì em bảo là hay là mình làm hình thức này. Thì em mới nghĩ ra là Hlog. Tức là Hlog nó sẽ là một cái video, nó sẽ như kiểu chị tư vấn ấy, tư vấn du học. Thì khi mà nói về tư vấn thì chị đầu tiên chị phải tìm hiểu khách hàng của chị. Đầu tiên là chị phải biết xem là họ là những người như thế nào, thu nhập bao nhiêu, xuất xứ, nguồn gốc xuất thân, và cái điều họ mong muốn là gì. Thì đấy là cái đề tài, đấy là cái xương cốt
của cái Herlock. Tức là nó sẽ hỏi chị là chị có muốn du học không? Nếu chị muốn đi du học ấy, thì nó sẽ dẫn chị đến video dành cho những người muốn đi du học. Còn nếu chị không muốn đi du học thì nó sẽ dẫn chị đến một video dành cho những người muốn học tập ở trong nước hoặc những người muốn đi làm. Thì đấy là cái ý tưởng. Và cái Herlock nó chính là cái như thế. Tức là một video nó có thể rẽ nhánh ra. Và trong đấy nó có những cái bí mật, nó có những cái view clip vui, nó còn có những cái kết luận rất là hay ho để mà người ta có thể cảm thấy vui hơn, trong khi không phải là một cái vlog nhàm chán. Đấy, và nó sẽ như là một cái mê cung để như là về sau em sẽ đưa ra một cái video kiểu là tư vấn du học một cách gọi là triệt để. Nó sẽ tạo một cái nguy hiểm gì đấy đối với cái công ty du học hiện nay. Tại vì thứ nhất là video này hoàn toàn miễn phí, thứ hai là em sẽ cố gắng làm sao cho nó thật là đầy đủ và trọn vẹn những cái thông tin mà người ta cần biết để đi du học. Ví dụ như là bạn cần bao nhiêu điểm TOEFL, bạn cần bao nhiêu điểm SAT, bạn học SAT ở đâu, bạn làm tất cả cái thứ. Thì nếu như là bạn muốn học SAT, bạn có thể nhảy vào video học SAT. Bạn muốn luyện TOEFL, bạn có thể nhảy vào video luyện TOEFL. Và một cái đấy nó sẽ như kiểu một cái mê cung ấy. Và nó có thể có lên đến gọi là vài chục video hướng dẫn tỉ mỉ, để bạn chỉ cần xem một lần thôi, bạn không tốn hàng nghìn đô để đến những công ty du học để họ gọi là tư vấn. Thì đấy là cái ý tưởng. Thế nhưng mà thực hiện làm sao thì em sẽ cố gắng. Hiện tại thì em thực hiện đến đâu rồi? Hiện tại thì em đang thử nghiệm và gọi là cố gắng refine, tức là kiểu làm cho trau chuốt cái thể loại video này. Và nó đang trong thời kỳ gọi là nó rất mới. Bây giờ thì em đã cho ra được 2 video gọi là thử nghiệm tương tác ở trên YouTube. Và cái đóng góp của mọi người thì rất là lạc quan, rất là khả quan. Khi mà đấy thì rất là nhiều người người ta thích cái video đấy, cả đi thích cái kiểu đấy, thích cái kiểu tương tác này, tại vì họ có cảm giác là họ có thể tương tác, họ có cảm giác là nó phù hợp với họ hơn, thay vì bảo là bạn có đi du học không, mà tôi không đi du học thì tôi đừng nghe nữa đó. Đúng rồi, và có cảm giác như cái quyền chủ động của họ được tham gia nhiều hơn. Đúng. Giống như là đồng sáng tác cái đấy, ví dụ như là họ có thể bấm chuột click là có hoặc không, đó. Tôi có thể đi theo cái nhánh mà tôi muốn chứ tôi Đúng. Không phải theo ai dẫn dắt. Và thường là về vlog thì chúng ta rất là ghét ý khác dẫn dắt theo kiểu là bạn như thế thì nhưng mà tôi thì như này, và tôi sẽ nói cái của tôi, bạn vâng. nghe không thì tùy bạn. Đúng rồi, thì đấy là cái hạn chế của vlog. Thì tại sao mà nó tên là Herlock ấy, thì em nghĩ là cũng kiểu như là khi mà người ta tìm ra một cái hành tinh mới thì người ta có quyền đặt tên gọi là của người ta cho cái hành tinh đấy. Em thì em nghĩ là đây là một cái hình thức video mới mà do em nghĩ ra, thì em có quyền đặt tên nó là Herlock. Và đây cũng là cái lần đầu tiên trên thế giới mà người ta làm video kiểu này. Em không nói về cái việc dẫn video từ video này sang video khác, bởi vì đấy là một cái chức năng của YouTube và rất nhiều người đã làm thế rồi. Nhưng đây là một cái loại hình mà chỉ kết hợp, tức là có hàng chục video nó dùng cái công cụ đấy để nó làm ra một cái gì đấy rất là mới. Thì em nghĩ là đấy là một cái loại hình rất là hay. Và chúc cho ý tưởng của Hưng sẽ thành công. Và vâng. du học sinh Mỹ thì sẽ giúp ích cho mọi người nhiều hơn nữa bằng những kiến thức của em. Vâng. Cảm ơn em về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Đây là một video tương tác, thế nên là mọi người nhớ bấm vào câu trả lời nhé. Chủ đề của video này sẽ là những điều kiện cần thiết để đi du học Mỹ. Và câu hỏi đầu tiên của video sẽ là bạn có muốn đi du học Mỹ không? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng trò chuyện với du học sinh Mỹ và cùng nghe những chia sẻ của cậu ấy. Và chắc chắn rằng cho dù là có những comment ném đá hay cho dù là những ý kiến phản đối, thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ quên được du học sinh Mỹ, bởi vì họ sẽ không thể phớt lờ được cậu ấy. Và hãy đón xem những số tiếp theo của Cocktail Saturday quý vị nhé!